chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục tuần này có các nội dung: chùm phóng sự Xuân không có hội, các địa phương, ban quản lý các di tích và người dân đã có những thay đổi như thế nào khi thực hiện việc không tổ chức lễ hội, đóng cửa các di tích, cơ sở thờ tự, điểm du lịch để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong mục Nét đẹp xứ Nhãn giới thiệu tới quý vị và các bạn, gia đình ông Nguyễn Văn Quyết tại thôn Trang Trang, thị trấn Yên Mỹ tích cực ủng hộ những hộ dân bị ảnh hưởng do dịch. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên là địa phương có nhiều di tích và lễ hội đầu xuân, song thực hiện công điện số 351 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và thông báo số 21 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đều không tổ chức lễ hội, đóng cửa các di tích cơ sở thờ tự, điểm du lịch tập trung đông người. Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Đậu An, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, vốn là điểm thu hút nhiều du khách tham quan chiêm bái dịp đầu năm, cũng như thực hành các nghi lễ tín ngưỡng thờ mẫu. Nhưng xuân năm nay, di tích đóng cửa, không đón khách và tập trung đông người để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian vừa qua, thì đối với công tác phòng chống dịch, thì chúng tôi chỉ đạo thực hiện nghiêm các cái chỉ thị của cấp trên về công tác phòng chống dịch, đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng của hệ thống truyền thanh của xã. Cho nên đến bây giờ thì nhân dân chấp hành nghiêm. Còn đây là tại điểm du lịch khu di tích Đền Ủng, xã Phụ Ủng, huyện Ân Thi, nơi thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão, một vị tướng tài thời nhà Trần. Thêm một mùa xuân nữa, Phụ Ủng không có lễ hội. Trong khuôn viên di tích chỉ có những cánh cửa đóng im lìm, những tấm biển thông báo không tổ chức lễ hội. Loa truyền thanh xã vẫn thường xuyên phát đi thông báo về việc dừng tổ chức lễ hội. Chúng tôi là chỉ đạo là ban quản lý di tích là dừng tất cả các hoạt động vui chơi giải trí và đón tiếp khách, và đồng thời cho in các cái băng rôn là tạm dừng hoạt động lễ hội, cũng như là các cái băng rôn về thực hiện cái 5K về công tác phòng chống dịch. Mở ra lễ hội thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái công tác phòng chống dịch. Dân ở đây là rất đồng tình ủng hộ với ý kiến chủ trương của tỉnh. Ngay từ đầu năm, đoàn thanh tra của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đã tổ chức kiểm tra các khu điểm du lịch và các di tích cơ sở thờ tự. Qua đó có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những nơi chưa thực hiện tốt các quy định phòng dịch của ngành văn hóa cũng như của tỉnh. Các cấp chính quyền, ngành văn hóa vào cuộc tích cực và nghiêm túc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, với hy vọng thời gian tới dịch bệnh được kiểm soát, mùa xuân sẽ lại rộn ràng với không khí lễ hội. Di tích và các cơ sở thờ tự đóng cửa, lễ hội không tổ chức. Trong bối cảnh đặc biệt ấy, nhu cầu du xuân và tín ngưỡng của người dân đã có những gì thay đổi? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Hai bạn trẻ này ở xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, tranh thủ thời gian được nghỉ học đã tới thăm chùa Chuông, thành phố Hưng Yên và tận hưởng không khí thanh tịnh hiếm có. Khi em bước đến ngôi chùa Chuông của Hưng Yên của mình thì em thấy là cái cảnh pháp thanh bình yên tĩnh đến lạ thường, không như 3 năm trước thì không khí nó lưu lức hơn. Năm nay là rất là ít người, mọi người nó có thể yên tĩnh đến chùa là tìm những cái cảm giác nó thanh tịnh, bình an. Đầu xuân lễ chùa cầu an, những hoạt động này được gửi gắm các thầy làm giúp tránh tập trung đông người. Nhà chùa bây giờ cũng chỉ tụng kinh nội bộ chùa. Phật tại tâm, giáo lý ấy của nhà Phật giờ đây được các Phật tử thấu rõ. Không gian của chùa trở lại với sự tĩnh lặng. Tình hình dịch bệnh phức tạp này thì mọi Phật tử là cứ gửi thầy làm lễ và thầy tổ chức lễ nội bộ thôi. Khoảng tầm số lượng người hạn chế, tức là để đảm bảo an toàn chống dịch. Tại đền mẫu thành phố Hưng Yên, từ đầu năm tới nay, cửa di tích vẫn đóng chặt. Bên trong, các thành viên của ban quản lý ngày ngày làm công việc dọn dẹp khánh tiết. Di tích đóng cửa nhưng mà chúng tôi vẫn diễn ra các cái hoạt động thường niên của di tích, như là dọn dẹp cũng như là lên hương, lên nước đèn hàng ngày, và các cái lễ tiết ở di tích vẫn được đảm bảo. Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả với dịch bệnh, mỗi người dân, mỗi Phật tử đều có cách riêng của mình để tỏ lòng hướng Phật.
Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo số 43 về việc mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Điều này đáp ứng mong mỏi của nhiều người dân. Tỉnh Hưng Yên cũng đang lên các phương án để mở cửa du lịch an toàn và hiệu quả. Ngay từ Tết Nguyên đán, mặc dù các di tích cơ sở thờ tự tại Hưng Yên đóng cửa, nhưng vẫn có những du khách tới chiêm bái. Từ đó tới nay, du khách vẫn về với Hưng Yên, nhất là ngày rằm mùng 1. Những hình ảnh này chúng tôi ghi lại vào những ngày đầu tháng 2 âm lịch tại khu vực Đền Mẫu, Đền Trần, thành phố Hưng Yên. Nhiều người vì dịch bệnh đã chuyển kế hoạch du xuân từ tháng Giêng sang tháng 2. Dẫu đến đây chỉ có thể bái vọng từ xa, nhưng ai cũng hiểu đó là vì dịch bệnh và để đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Em nghĩ là cái tâm linh của người Việt thì dù có là đóng cửa mình vái vọng thì mình vẫn có cái sự hoan hỉ. Vì là mình về trước hết là mình xin lộc đầu năm. Thứ hai nữa là được chiêm bái vái vọng từ bên ngoài thì mọi người chắc là mọi người cũng sẽ hoan hỉ thôi. Dù khách về nhiều cho thấy nhu cầu tâm linh của người dân vẫn rất lớn cũng như tiềm năng du lịch của Hưng Yên. Mình biết là đóng cửa nhưng họ vẫn về và họ bái vọng ở bên ngoài. Đặc biệt là họ cũng sắm lễ và đặt ở bên ngoài để bái vọng từ ngoài cổng. Đấy là cái nhu cầu của người ta rất lớn cho nên họ vẫn cứ biết đóng cửa mà vẫn cứ về. Nhiều khi là hương nến rồi các thứ và lễ lạt họ để bên ngoài, cái chồng chất lên ở bên ngoài, chúng tôi vẫn phải cho người ra dọn dẹp. Mở cửa du lịch trở lại trong tình hình mới là điều mà nhiều người dân mong mỏi sau một thời gian chúng ta chống đỡ với dịch bệnh. Do ảnh hưởng của dịch Covid nên là các khu du lịch tâm linh đều bị đóng cửa ấy. Nếu mà bây giờ mà được hoạt động và mở cửa trở lại thì tôi và mọi người sẽ cảm thấy rất vui. Vì đầu năm mới giờ chúng tôi cũng chưa được đi các địa điểm tâm linh ở trong tỉnh để cầu phúc và cầu sức khỏe bình an cho gia đình ạ. Hiện ngành văn hóa đang phối hợp cùng các ngành chức năng để đưa ra các biện pháp đảm bảo an toàn phù hợp với điều kiện thực tế tại Hưng Yên nhằm phòng chống dịch bệnh hiệu quả khi mở cửa du lịch. Hy vọng cuộc sống sẽ sớm trở lại với nhịp sống bình thường. Mùa xuân sẽ lại rộn ràng với không khí của lễ hội. Quý vị và các bạn, trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, ngoài những đóng góp lớn lao của lực lượng tuyến đầu, thì bên cạnh đó còn có sự đóng góp không nhỏ của những cá nhân, gia đình và các doanh nghiệp. Một trong những gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh ta, đó chính là gia đình ông Nguyễn Văn Quyết, thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ. Gia đình ông Quyết Bà Huệ là một hộ kinh doanh nông sản và thực phẩm ở địa phương, được biết đến là gia đình giàu lòng nhân ái, luôn đứng ra ủng hộ bằng tiền mặt và vật chất các hoạt động từ thiện của địa phương khi dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Với lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với xã hội gia đình, ông đã tích cực tham gia ủng hộ tiền và các nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Ngoài đóng góp hàng chục triệu đồng tiền mặt, hàng chục tấn gạo cho chính quyền địa phương, ông còn trực tiếp hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, giúp họ ổn định cuộc sống để yên tâm cách ly. Trong giai đoạn địa phương gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID, gia đình chúng tôi cũng mong muốn góp một chút tấm lòng vào công tác phòng chống dịch của địa phương và giúp người dân đỡ khó khăn do ảnh hưởng dịch. Thời điểm cuối năm 2021, khi thôn Trai Trang bị phong tỏa cách ly lần thứ hai, gia đình ông Quyết lại tổ chức trao trên 80 suất quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, ông còn tổ chức kêu gọi các hộ dân có điều kiện trong thôn cùng tham gia ủng hộ công tác phòng dịch của địa phương. Những việc làm ý nghĩa đó của ông đã góp phần giảm bớt khó khăn, động viên tinh thần và tạo động lực lớn để mọi người cùng nhau quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Trong cái lúc khó khăn như thế thì mà gia đình bị cách ly thì nhận được tấm quà của gia đình ông Quyết mấy chục cân gạo. Tôi thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Trong cái công cuộc phòng chống dịch COVID thì lãnh đạo của thôn Trai Trang là nhận được những tấm lòng vàng góp sức công quả vào để đẩy lùi cái dịch bệnh COVID và điển hình như vợ chồng ông bà Quyết Huệ.
Những đóng góp, những nghĩa cử cao đẹp của gia đình ông Quyết trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua đã được chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Đây là việc làm mang giá trị nhân văn sâu sắc, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Bên cạnh đó, còn giúp chia sẻ gánh nặng cho ngân sách nhà nước, góp thêm nguồn lực trong phòng chống dịch COVID-19. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.